Nhan sắc thật ngoài đời và trên phim của dàn mỹ nữ Diên Hy Công Lược có nhiều khác biệt. Ngụy Anh Lạc, Ngôn Cẩn Ngôn là nữ chính trong Diên Hy Công Lược. Nhan sắc của Ngô Cẩn Ngôn được nhiều người chú ý và khen ngợi. Người đẹp sinh năm 1990, sở hữu vẻ đẹp thanh thuần, pha chút lém lĩnh. Trút bỏ lớp váy áo cổ trang, Ngô Cẩn Ngôn là một thiếu nữ trẻ trung và năng động. Mới đây khi xuất hiện tại sân bay với trang phục áo thun, váy bò đơn giản và gương mặt hầu như không trang điểm, Ngô Cẩn Ngôn vẫn xinh đẹp rạng rỡ. Ngay từ thời còn theo học Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nàng Ngụy Anh Lạc đã có nhan sắc nổi bật. Phú sát hoàng hậu Tần Lam. Phú sát hoàng hậu có dung nhan hài hòa, cân đối và cũng là nhân vật để lại nhiều ấn tượng. Cô còn được biết đến với vai Hà Hương trong Thần Điêu Đại Hiệp. Những năm gần đây, Tần Lam liên tục dính nghi án giao kéo quá đà khi xuất hiện với gương mặt căng bóng và cứng đờ. Sinh năm 1981, Tần Lam phải nhờ đến sức mạnh của thẩm mỹ để níu kéo tuổi xuân. Người đẹp rất ít khi có ảnh mặt mộc, nhưng dù đã trang điểm kỹ càng, Tần Lam vẫn không giấu được các nếp nhăn thấy rõ do tuổi tác và hậu quả của thẩm mỹ. Nhàn Phi, Sa Thi Mạn. Sa Thi Mạn là cái tên quen thuộc của đài truyền hình TVB và các phim cung đấu từ thập kỷ trước. Năm nay đã 43 tuổi, Sa Thi Mạn là mỹ nữ lớn tuổi nhất trong dàn cung Tần của Diên Hy Công Lược. Dù đã U50, nhưng Sa Thi Mạn vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung như lão hóa ngược. Ngoài đời thật, Sa Thi Mạn khác với nữ diễn viên, tầm tuổi mình, cô thường rất ít khi trang điểm cầu kỳ để tránh làm gương mặt thêm nặng nề và già hơn. Sa Thi Mạn rất thích đăng ảnh mặt mộc trên trang cá nhân, ngay cả trong các bức hình chụp cận, khán giả cũng khó có thể nhận ra dấu ấn tuổi tác trên gương mặt cô. Cao Quý Phi, Đàm Trác. Cao Quý Phi là phi tần sắc nước hương trời trong phim. Ngoài đời thật, Đàm Trác cũng là nữ diễn viên có vẻ đẹp sắc sảo. Đàm Trác gia nhập làng giải trí nhiều năm, nhưng nhan sắc của cô hầu như không thay đổi theo thời gian. Ngay cả khi không trang điểm, người đẹp cũng chỉ lộ bộng mắt chứ không hề kém tư tắn. Thuần Tần, Trương Gia Nghê. Nhân vật Thuần Tần trong Diên Hy Công Lược do nữ diễn viên sinh năm 1987, Trương Gia Nghê thủ vai. Trương Gia Nghê có nhan sắc khá trẻ trung so với tuổi 31. Trước và sau khi trang điểm, gương mặt Trương Gia Nghê ít có khác biệt bởi cô có nét đẹp thiên phú. Trước đây, gương mặt Trương Gia Nghê có phần tròn chỉnh, không có cầm vì lai rõ nét như hiện nay. Thuần Phi, Vương Ải Khả. Thuần Phi là nhân vật còn mang nhiều ẩn số trong Diên Hy Công Lược. Ngoài đời, Vương Ải Khả theo đuổi phong cách gợi cảm. Nữ diễn viên sinh năm 1984 có nụ cười ngọt ngào trong sáng trong mọi bức ảnh đời thường. Thuở mới vào nghề, cô có làn da bánh mật và quai hàm vuông kém thon gọn hơn bây giờ. Du Quý Phi, Luyện Trác Mai. Nhân vật Du Quý Phi do Luyện Trác Mai thủ vai là mẹ ruột của Ngũ A Ca. Luyện Trác Mai là nữ diễn viên kim MC đa tài có phong cách thời trang giản dị và trong sáng. Trong những bức ảnh mặt mộc, mồ hôi còn ướt áo, Luyện Trác Mai vẫn rất xinh đẹp với đôi mắt to tròn và sống mũi cao. Thư Quý Phi, Lý Xuân Ái. Thư Quý Phi là nhân vật thuộc tuyến phản diện của Diên Hy Công Lược. Ngoài đời, Lý Xuân Ái lại là cô gái trẻ ngọt ngào và ưa biểu cảm làm nũng. Những bức ảnh thời còn học sinh của Lý Xuân Ái gần đây được dân mạng truyền tay nhau vì nữ diễn viên đã có màn lột xác nhan sắc quá ấn tượng. Tỉnh Nhi, Tô Thanh. Nhân vật Tỉnh Nhi do Tô Thanh thể hiện là thân cận của Hoàng hậu Phú Sát. Tô Thanh là cái tên quen thuộc trong làng giải trí Hoa ngữ với tạo hình thuần khiết. Gần đây, người đẹp đổi sang kiểu tóc ngắn khiến ngoại hình năng động trẻ trung hơn. Khuôn mặt mộc tại nhà, Tô Thanh trông giản dị như bao cô gái cùng trang lứa chứ không hề giống một diễn viên điện ảnh. Minh Ngọc, Khương Tử Tân. Minh Ngọc từ nàng hầu của Hoàng hậu đã trở thành cánh tay phải của Ngụy Anh Lạc. Vai diễn trong Diên Hy Công Lược của Khương Tử Tân không mấy nổi bật, nhưng ngoài đời cô có khá nhiều fan hâm mộ nhờ nhan sắc cuốn hút. Khương Tử Tân năm nay mới 22 tuổi nên cô có ngoại hình tươi trẻ nhất dàn diễn viên Diên Hy Công Lược. Gia Tần, Phan Thời Tuất. Tay sai Gia Tần của Cao Quý Phi do nữ diễn viên Cao Thời Tức thủ vai. Phan Thời Tức tên thật là Đặng Quân Dật, sinh năm 1988, cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tứ Xuyên. Phan Thời Tuất từng tham gia nhiều dự án phim nhưng không nhận được nhiều sự chú ý. Cô có dáng dấp của một hot girl với các nét trên gương mặt cân đối nhưng không nổi bật. Từng bị nghi can thiệp giao kéo nhưng thực tế trong các bức ảnh mặt mộc, nét đẹp của Phan Thời Tuất khá tự nhiên. Đang tóc ngắn cũn, Hanye khiến khán giả giật bắn vì tóc dài bất ngờ, đẹp hết phần người khác.
Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 Hennie khoe tóc dài nữ tính thay vì tóc ngắn như trước đây. Từ khi chưa đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, mái tóc tém cá tính đã gắn liền với Hennie. Sau khi đăng quang, nàng hậu càng biến tấu kiểu tóc ngắn đa dạng phong phú hơn. Mới đây, Hennie đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng khi bất ngờ khoe kiểu tóc dài được uốn gợn sóng cực nữ tính. Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 chia sẻ, "Oh no, ai vậy lạ quá." Không chỉ khoe ảnh trên trang cá nhân, công chúng còn bắt gặp hình ảnh Hennie với mái tóc dài xuất hiện trong một sự kiện. Người đẹp trang điểm nhẹ nhàng, trang phục trang nhã thu hút mọi ánh nhìn. Nàng hậu bất ngờ thay đổi kiểu tóc dài cực nữ tính, khiến ai nấy đều bất ngờ. Sau đó nàng hậu lại xuất hiện ở một sự kiện khác với kiểu tóc mới lạ này. Đa phần ý kiến đều cho rằng, dù vẻ nữ tính dịu dàng khiến Hennie trông khác lạ rất nhiều, nhờ có gương mặt thon nhỏ nên người đẹp có thể phù hợp với nhiều kiểu tóc khác nhau. Qua đó có thể thấy, Hennie rất chịu khó thay đổi biến hóa, làm mới hình ảnh của bản thân để không đóng khung ở một phong cách nhất định nào. Hân hoa hậu khóc rưng rức vì ba chồng, bất hiếu cho lắm vào, để rồi có ngày hối không kịp. Hóa ra Hân hoa hậu cũng vô cùng day dứt, xót xa cho người ba hiền lành lam lũ của Kiệt. Hân chính là nàng dâu đáng ghét nhất màn ảnh Việt từ trước đến nay. Cách cô đối xử với nhà chồng nói riêng và ba chồng nói chung khiến ai nấy đều lộn tiếc. Hẳn khán giả vẫn còn nhớ tới cảnh phim huyền thoại, Hân mua được hộp cơm bùa cho ba chồng rồi nói với giọng ban bố cho rằng như thế là đã tốt lắm rồi. Sau đó là cảnh ông Tuấn, nghệ sĩ Nguyễn Hậu cúi xuống đất dọn hộp cơm rơi vương vãi do hai con cãi nhau. Ấy thế nhưng ít ai biết rằng ngoài đời Thúy Ngân đã rơi nhiều nước mắt vì bố chồng. Trả lời phỏng vấn, diễn viên Thúy Ngân bày tỏ sự day dứt khi phải diện thái độ hư đốn vô cảm với nghệ sĩ Nguyễn Hậu, nhất là lúc ấy ông đang trong khoảng thời gian lâm bệnh. Ít lâu sau, nghệ sĩ Nguyễn Hậu đã qua đời khi phim mới quay được một nửa. Thúy Ngân ngẹn ngào bật khóc khi nhớ về vai diễn của mình khi đối xử tàn nhẫn với cố diễn viên Nguyễn Hậu. "Có một chuyện luôn khiến tôi buồn khi nhớ tới. Như mọi người đã biết, chú Nguyễn Hậu đóng vai ba chồng Hân. Chú mất khi phim mới quay được một nửa. Tuy chỉ là ba trong phim, nhưng tôi thấy có gì đó mất mát rất lớn. Tôi còn tự trách mình hời hợt, không quan tâm đến chú nhiều hơn. Bởi thực ra lúc đó tôi không nghĩ bệnh tình của chú trầm trọng như vậy." Nhìn gương mặt của chú Nguyễn Hậu hiền lành phải cam chịu một nàng dâu bất hiếu, đầy nhẫn tâm, hỗn láo thật sự, tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi đã cố gắng kìm lòng không khóc để hoàn thành vai diễn. Nhiều khi tôi còn nghĩ tại sao mình có thể đóng những cảnh nhẫn tâm như vậy với chú được. Dù biết chỉ là trong phim, nhưng tôi luôn cảm thấy mình nợ chú một lời xin lỗi. Sau khi chú mất, vì muốn trọn vẹn một vai diễn của chú, nên cuối cùng mọi người đã quyết định giữ nguyên vai diễn, giữ nguyên đường dây câu chuyện. Khi ra trường quay, đạo diễn sẽ dùng kỹ thuật quay dựng với diễn viên thế thân, mọi người đều xem đây là một cách trân trọng vai diễn của chú. Thúy Ngân cũng chia sẻ thêm, câu chuyện hậu trường khi cố diễn viên Nguyễn Hậu qua đời, không phải là tôi mê tín, nhưng những cảnh quay sau này thường có con bướm bướm to, bay vòng vòng và có lẽ chú Hậu phù hộ nên phim mới thành công như hôm nay. Được biết, khi cố diễn viên Nguyễn Hậu quay hết đợt 1 thì đổ bệnh không thể tiếp tục quay. Đoàn phim đã nghĩ đến những tình huống xấu nhất là phải thay vai hoặc đổi kịch bản. Thế nhưng khán giả sẽ vẫn được nhìn thấy diễn viên Nguyễn Hậu trên phim. Theo như Thúy Ngân chia sẻ, đó chính là tình cảm mà đoàn phim đã dành cho cố diễn viên. Cầu thủ Trọng Đại công khai ảnh tình tứ bên bạn gái top 5 Hoa hậu Đại Dương 2017. Một mực khẳng định chỉ là bạn thân mà U23 Trọng Đại và top 5 Hoa hậu Đại Dương 2017 Huyền Trang bất ngờ chia sẻ hình ảnh cầm tay vô cùng tình tứ. Nguyễn Trọng Đại, 21 tuổi, được biết đến là chàng hậu vệ điển trai của đội tuyển U23 Việt Nam. Trọng Đại sở hữu chiều cao 1m84, cùng gương mặt được ví như sao Hàn. Thời gian qua khiến người hâm mộ khá buồn vì không thể cùng đồng đội tham dự ASEAN 2018 vì bị chấn thương. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, cầu thủ Trọng Đại bất ngờ đăng ảnh tình cảm bên bạn gái mới và ngay lập tức nhận được sự chú ý từ người hâm mộ sau thời gian một mực khẳng định chỉ là bạn thân. Theo như thông tin được biết, cặp đôi đang có thời gian nghỉ dưỡng bên nhau tại Phú Quốc. Nam cầu thủ không ngần ngại chia sẻ bức hình cầm tay và để bạn gái dựa vai đầy tình tứ. Tại trang cá nhân, người đẹp Huyền Trang cũng đăng ảnh cùng dòng trạng thái của team và hình ảnh bạn trai nhưng giấu mặt.
Huyền Trang khéo léo che mặt nửa kia, nhưng ai cũng biết đó là cầu thủ Trọng Đại. Tuy nhiên không khó để nhận ra Huyền Trang và Trọng Đại diện đồ đôi họa tiết trái tim với nhau. Người yêu của cầu thủ Trọng Đại là Nguyễn Huyền Trang, 22 tuổi, quê Quảng Ninh. Cô từng lọt top 5 cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017. Huyền Trang cũng chính là thí sinh gây sốc nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 với câu nói nhận không ít gạch đá thời điểm đó. Khi được ban giám khảo hỏi nghĩ gì về vương miện Hoa hậu, Huyền Trang đã thẳng thắn trả lời muốn như chị Phạm Hương có vương miện thì nhiều show, kiếm nhiều tiền. Bên cạnh đó, người đẹp Huyền Trang cũng từng đoạt giải Á Hoàng Trang sức Việt Nam 2015. Hiện cô nàng đang theo học tại khoa luật kinh tế trường Đại học Thành Đông, cũng như hoạt động thêm người mẫu ảnh. Thí sinh cắt hoa quả bị Trấn Thành Harry dè biểu chê bai, điên tiết đập nát bàn dàn mặt. Vì những lời chê bai thẳng thắn, anh chàng Ôn Vĩnh Quang đã đập nát chiếc bàn gỗ để trước mặt các nghệ sĩ. Sau tập 1 nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, giọng ca bí ẩn tập 2 tiếp tục lên sóng với sự xuất hiện của đôi uyên ương Trấn Thành Harry Won và các nghệ sĩ Lê Giang, Long Vĩ Dạ, Quách Ngọc Tuyên, Nhan Phúc Vinh và Vũ Hà. Tại đây, năm nghệ sĩ khách mời dùng số điểm của mình để lôi kéo những thí sinh tài năng và được yêu mến nhất về đội. Sau mỗi vòng thi, cuộc sát phạt ngã giá vô cùng căng thẳng giữa các nghệ sĩ sẽ diễn ra. Họ có quyền dùng điểm để chấm lấy tài năng của đội khác và bảo vệ thí sinh của đội mình trước những chiêu bài dụ dỗ từ các đồng nghiệp. Đáng gờm nhất tuần này chính là Vũ Hà và Lê Giang. Gừng càng già càng cay, Vũ Hà và Lê Giang là hai thái cực tượng trưng cho hai kiểu chơi khác người khó đoán. Nếu Vũ Hà cao ngạo ẩn mình tung chiêu, không thua gì nội cung, diên hy công lược, thì Lê Giang lại dở đòn khổ nhục kế khiến ai cũng phải cười ra nước mắt. Một trong những nguyên nhân khiến các nghệ sĩ mất đoàn kết tại giọng ca bí ẩn chính là sự góp mặt của các thí sinh tài năng và lắm chiêu. Trong số các thí sinh gây chú ý trong tập này là Ô Vĩnh Quang, người thể hiện nhạc phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Vừa xuất hiện, Ôn Vĩnh Quang đã bị Trấn Thành dè biểu vì phần thi tài lẻ gây khó hiểu. Trên sân khấu, Ôn Vĩnh Quang thử thách sự kiên nhẫn của các nghệ sĩ khi khoan thai chậm rãi, gọt trái cây để trang trí bánh kem. Chứng kiến tận mắt MC Trấn Thành thẳng thắn chê bai, các trái cây quá xấu mà cũng thi tài năng, ý kiến này nhận được sự đồng tình của Lê Giang và các nghệ sĩ khác. Trước những lời chê bai thẳng thắn ấy, Ôn Vĩnh Quang đã đập nát chiếc bàn gỗ để dằn mặt Trấn Thành lẫn Lê Giang. Sau hành động bất ngờ này, các nghệ sĩ đồng loạt xin lỗi Ôn Vĩnh Quang và thừa nhận đây là giọng hát hay nhất của chương trình. Dù còn hai thí sinh chưa lộ diện, trong khi đó ca sĩ Vũ Hà lại gây thắc mắc khi tiết lộ mình hay bị các bầu show sù tiền cách xê. Bạn thân Đàm Vĩnh Hân chia sẻ, thân hình bé nhỏ nên mỗi lần bị sù xô chỉ biết khóc thôi. Từ nỗi buồn của bản thân, Vũ Hà mạnh mẽ chiêu dụ Ôn Vĩnh Quang về đội nhằm giúp mình đòi nợ. Đứa nào mà sù cách xê là mình xử liền tại chỗ, ca sĩ Vũ Hà vui vẻ chia sẻ. Trong chương trình, Vũ Hà cũng bị các đàn em dập tơi tả, cũng tuyên bố gây tranh cãi, da ngâm thì không thể là ca sĩ. Nghệ sĩ Lê Giang quay ngoắt 180 độ, từ chia bai Ôn Vĩnh Quang sang chiêu bài tình cảm. Khi cất tiếng phát biểu, có phải con là Duy Phước con của mẹ không? Trong chương trình, Lê Giang còn gây bất bình khi công khai hôn Nhan Phúc Vinh một cách có chủ đích. Không những thế, nữ ca sĩ còn hát cải lương, kể khổ và hứa cho các tài năng làm neo trọn đời tại tiệm của mình nhằm lưu mờ các bạn bè đồng nghiệp khác.